Thời điểm này, vải thiều sớm của tỉnh Bắc Giang bắt đầu thu hoạch được vài ngày. Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện đã thu hoạch và tiêu thụ được hơn 2.100 tấn quả. Phần lớn sản lượng vải tiêu thụ tập trung tại vùng vải sớm Phúc Hòa, Tân Yên. Tại vùng vải này, số lượng xe vận chuyển vải thiều tăng lên từng ngày. Trong ngày 24 tháng 5, có tới hơn 20 xe container và hàng chục xe tải nhỏ được tập kết thu mua vải thiều. Sản lượng tiêu thụ vì thế cũng tăng lên hàng ngày. Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, trong số hơn 2.100 tấn vải được thu mua, tiêu thụ những ngày vừa qua, có một nửa sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Để tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ, một số cơ quan chuyên môn đã thành lập những tổ hỗ trợ sản xuất để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất, lưu thông vận chuyển và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu.